Chào các em. Các em yêu quý, trong những tuần học vừa qua, cô trò chúng mình phải tạm nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Bởi vậy, phần nào đã làm các em quên đi một số kiến thức đã được học trong học kỳ 1 vừa qua. Để giúp cho các em được ôn tập và củng cố bài học về từ và từ chỉ sự vật, hôm nay, cô trò chúng mình cùng vào giờ học nhé. Nào, trước khi vào bài học, cô mời cả lớp chúng mình sẽ cùng khởi động bằng một bài hát thật vui nhộn nào. Bài hát thật vui phải không chúng mình? À, các em còn thấy ở trong bài hát có từ nhắc đến tên những con vật nào? À, đó chính là những từ nhắc đến các con vật rất là ngộ nghĩnh, đáng yêu phải không các em? Vậy, từ trong tiếng Việt là gì? Cô trò chúng mình sẽ cùng ôn lại kiến thức này nhé. Các em thấy đấy, từ chính là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất, có cấu tạo ổn định và mang ý nghĩa hoàn chỉnh. Từ có thể làm tên gọi của sự vật nữa các em ạ. Ví dụ như cô giáo, quyển sách, cái bảng. Từ có thể chỉ hoạt động như đi, đứng, đọc, viết, ăn, nói. Ngoài ra, từ còn dùng để chỉ trạng thái, tính chất của vật như nở hoa, tỏa nắng, xinh xắn, dễ thương. Đấy chính là nội dung về từ mà cô cùng các em vừa được ôn lại. Vậy dựa vào kiến thức này, các em hãy lựa chọn và tìm cho cô những từ ngữ phù hợp để hoàn chỉnh một số câu văn sau nhé. Em hãy điền từ thích hợp vào chỗ chấm trong các câu sau. Cô mời các em. Chúng ta cùng chữa bài nào. Ở đây ta thấy câu 1, các bạn lựa chọn được từ nào? Chúng ta có thể chọn từ tâng để điền vào đây ta được câu bạn ấy tâng bóng rất tài, hoặc có thể là thay bằng đá ta được câu bạn ấy đá bóng rất tài. Câu thứ hai, tôi thường rửa tay trước khi ăn. À, như vậy chúng ta có thể lựa chọn từ rửa. Câu thứ ba, ta có thể chọn cái từ là gà trống, đúng không nào? Chú gà trống có chiếc mào đỏ tươi. Đấy các em ạ, như vậy với việc lựa chọn những từ ngữ thích hợp thì chúng ta đã tạo thành những câu văn rõ nghĩa, đủ ý. Bây giờ các bạn sẽ cùng tìm hiểu nội dung thứ hai của bài hôm nay. Vậy các em đã được học về từ chỉ sự vật.
Như thế nào là từ chỉ sự vật các em nhỉ? Các em ạ, từ chỉ sự vật là những từ dùng để gọi tên người. Cô lấy ví dụ như ông bà, bố mẹ hay là bạn Thu, Lan. Ngoài ra còn dùng để gọi tên các con vật như trâu, bò, gà, vịt hay như là gọi tên các đồ vật, phấn, bảng, bàn, ghế, gọi tên cây cối như hoa hồng, bàng, phượng vĩ. Ngoài ra, từ chỉ sự vật còn dùng để gọi tên những hiện tượng thời tiết như gió, mưa, bão, tuyết hay là cảnh vật tự nhiên quanh ta, sông, hồ, núi, rừng. Đây chính là những kiến thức các em cần ghi nhớ về từ chỉ sự vật. Chúng mình hãy cùng nhìn lại một lần nữa để ghi nhớ rõ hơn nhé. Đấy, các em thấy đấy, từ chỉ sự vật bao gồm là những từ để gọi tên con người này, con vật, đồ vật, cây cối, hiện tượng và cảnh vật. Dựa vào kiến thức đó, các bạn hãy phân biệt giúp cô trong số các nhóm từ mà cô đưa ra sau đây, nhóm từ nào thuộc nhóm từ chỉ sự vật các em nhé. Cô có 4 nhóm từ các em ạ. Trong 4 nhóm từ này, nhóm từ nào nó bao gồm tất cả các từ đều là từ chỉ sự vật thì các em sẽ khoanh tròn vào chữ cái trước cái ý đó. Còn lại những nhóm từ nào mà các bạn phát hiện thấy có từ không phải là từ chỉ sự vật xuất hiện ở đó thì chúng ta không khoanh. Mời các em hoàn thành bài. Chúng ta cùng chữa bài nhé. Ở đây ta xét nhóm từ thứ nhất. Quạ là từ chỉ sự vật. Chim sẻ, chim sâu, ong cũng là từ chỉ sự vật. Vậy ở đây ta thấy cả 4 từ đều là từ chỉ sự vật, cho nên ta sẽ khoanh tròn ý A. Ta xét tiếp ý B. Ở ý B ta thấy cũng có rất nhiều những từ chỉ sự vật như nhà, chuồn chuồn, cáo. Nhưng có từ tốt bụng thì chưa phải là từ chỉ sự vật nên ta không khoanh. Tiếp tục, ở nhóm từ ý C, chim sẻ là từ chỉ sự vật, quạ cũng là từ chỉ sự vật. Nhưng từ ngoan ngoãn, xinh đẹp lại chưa phải là từ chỉ sự vật nên ta không lựa chọn ý này. Ý cuối cùng có từ tạm biệt. Từ tạm biệt chưa phải là từ chỉ sự vật đúng không các em? Có từ chào mào, bút chì là chỉ sự vật. Nhưng từ tiếng chuông lại là từ diễn tả cái âm thanh của cái chuông đó thôi. Nên ở nhóm này cũng chưa phải là cái nhóm từ chỉ sự vật hoàn toàn. Vậy qua ví dụ này thì các em cũng đã nhận ra được những từ chỉ sự vật rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một số bài tập để giúp cho chúng mình có thể nắm chắc hơn nữa và có cái kiến thức về từ chỉ sự vật tốt hơn qua các bài tập sau đây. Ở đây có bài tập số 1 là tìm các từ chỉ sự vật có ở trong bảng sau. Các em hãy quan sát kỹ các từ trong bảng này. Từ nào là từ chỉ sự vật thì các bạn sẽ đánh dấu X vào bên cạnh từ đó nhé. Mời các em hoàn thành bài làm của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau hướng lên màn hình để chữa bài nhé. Ở đây ta xét thấy từ thứ nhất, kỹ sư. Kỹ sư là một từ chỉ người, vậy nó là từ chỉ sự vật. Quý mến. Các em ạ, quý mến là từ dùng để diễn tả tình cảm yêu mến hay là rất quý một ai đó, nên không phải là từ chỉ sự vật. Bút chì là từ chỉ sự vật, chỉ một đồ dùng rất là quen thuộc với học sinh chúng ta. Rì rào, đây là từ dùng để miêu tả âm thanh như tiếng mưa, tiếng gió, nên không phải là từ chỉ sự vật các em ạ. Mặt trời là từ dùng để gọi tên một sự vật, đúng. Học trò, từ chỉ người. Khóc, khóc là chỉ hoạt động chảy nước mắt do đau đớn, do khó chịu hay do xúc động, nên khóc không phải là từ chỉ sự vật các em nhé. Mèo, chỉ con vật, đúng này. Cánh cửa, chỉ đồ vật. Khát, khát là từ diễn tả cảm giác muốn uống nước nên nó chưa phải là từ chỉ sự vật. Nhà văn là từ dùng để gọi tên người mà
chuyên sáng tác văn xuôi và đã có những tác phẩm có giá trị được công nhận. Vậy nên nhà văn là từ chỉ sự vật. Mưa là chỉ hiện tượng, bão hiện tượng thời tiết, anh chị chỉ người, cánh đồng chỉ cảnh vật và có từ ổi cũng là từ chỉ sự vật. Các em đã tìm được rất nhiều những từ chỉ sự vật có trong bảng rồi. Bây giờ chúng ta hãy nhìn lại và sắp xếp những từ này theo từng nhóm nhé. Chúng ta xem có những từ nào thuộc nhóm từ chỉ người. Đó là các từ có 4 từ đúng không nào? Nhóm từ chỉ đồ vật thì có 2 từ: bút chì, cánh cửa. Nhóm từ chỉ con vật, nhóm từ chỉ cây cối. Đây là nhóm từ chỉ cảnh vật. Và cuối cùng là có 2 từ thuộc nhóm từ chỉ hiện tượng. Chúng ta đối chiếu lại kết quả. Các em đối chiếu lại kết quả một lần nữa để xem mình đã bổ sung đầy đủ hay chưa. Như vậy ở đây ta thấy chỉ người thì có các từ này: kỹ sư, nhà văn, học trò, anh chị. Con vật thì có mèo. Đồ vật có các từ là bút chì, cánh cửa. Cây ổi có từ, cây cối có từ ổi. Cảnh vật thì có từ mặt trời, cánh đồng. Và chỉ hiện tượng thì có từ mưa, bão. Các em sẽ tiếp tục đi nhận biết thêm từ chỉ sự vật qua bài tập số 2. Ở đây cô có các nhóm từ. Các bạn sẽ phải phân biệt xem nhóm nào thuộc từ chỉ sự vật thì các em viết chữ đờ. Nhóm nào mà có xuất hiện một số từ mà không phải là từ chỉ sự vật thì các bạn sẽ điền chữ sờ vào đằng trước nó nhé. Nào, chúng ta cùng hoàn thành bài. Các em cùng chữa bài. Ở câu 1, các bạn thấy ý A có các từ hoa hồng, chỉ sự vật này, mèo, chỉ sự vật, xanh. Lại không phải là từ chỉ sự vật, vậy nên ta sẽ điền chữ sờ ở đây. Ý B, học sinh, bạn, hoa huệ là những từ chỉ người và chỉ cây cối, nên đây là nhóm từ chỉ sự vật. C, có từ bác sĩ, chỉ người, đúng. Chạy lại là từ chỉ hoạt động mất rồi. Gà là từ chỉ con vật, vậy thì có một từ không phải từ chỉ sự vật nên ta điền sờ các em nhé. Tương tự như vậy, các em sẽ đến với câu thứ 2. Các bạn xét nhóm từ thứ nhất: mít, bút, thỏ. Đây đều là những từ chỉ về cây cối, đồ vật và con vật. Đúng là từ chỉ sự vật. Ý B, công an, máy cày, khế. Chỉ người, chỉ đồ vật, chỉ cây cối. Cũng đúng. Ý C, cả hai nhóm trên. Ý nào cũng thấy đúng nhưng mà vừa đúng vừa đầy đủ thì chỉ có thể là ý C. Còn ý A cũng đúng nhưng lại chưa đủ nên phải điền sờ. B đúng nhưng chưa đủ. Qua hai bài tập vừa rồi, các em đã nhận biết được những từ chỉ sự vật. Vậy trong thực tế, các em còn thấy là có rất nhiều những từ khác cũng chỉ sự vật nữa. Vậy thì bây giờ các em sẽ đến với bài tập số 3 và nhiệm vụ của chúng mình là hãy tìm 5 từ chỉ sự vật về con người, 5 từ về con vật, 5 từ về đồ vật, 5 từ về cảnh vật, về cây cối, về hiện tượng mà khác với lại các từ mà chúng ta đã vừa được tìm hiểu ở bài tập 1 và 2 các em nhé. Mời các em hoàn thành bài làm của mình. Chúng ta cùng đối chiếu kết quả bài làm của các em với bài làm của cô nào. Ở đây các em thấy những từ chỉ về con người thì có các từ cô giáo, bộ đội, y tá, giáo sư, nông dân, họa sĩ. Hay những từ chỉ về con vật thì có hươu, nai, dê, chim, ong, bướm, ve sầu, cú mèo, ngan. Cô tìm được các từ chỉ đồ vật như là sách, vở, bút, bát, đĩa, song, chảo, giường, tủ, bàn, ghế. Có các từ chỉ về cảnh vật như là thung lũng, thảo nguyên,
núi rừng, đại dương, đồng cỏ. Hay như các từ chỉ về cây cối thì có rất là nhiều, đó là quýt, lê, táo, bưởi, hay hoa hồng, hoa lan, bằng lăng, lúa. Có những từ chỉ hiện tượng về thời tiết, ví dụ như nóng nực, hạn hán, oi nồng, nắng, gió. Như vậy ngoài những từ này các em có thể tự tìm thêm những từ khác nữa trong những giờ tự học, tự ôn ở nhà các em nhé. Bây giờ chúng mình cùng bước sang bài tập số 4. Ở bài tập 4 này là các bạn sẽ có nhiệm vụ là gạch dưới các từ chỉ sự vật có trong đoạn thơ. Đây là một đoạn thơ của nhà thơ Võ Văn Trực có tên là Lên Cao. Nhiệm vụ của các bạn là đọc kỹ từng dòng thơ để chúng ta có thể xác định được những từ chỉ sự vật có trong bài thơ này. Xin mời các em. Chúng ta tiếp tục cùng nhau trao đổi và chữa bài nào. Chúng ta xét từng dòng thơ một. Lên cao. Kìa, anh thợ điện lên cao. Ở đây ta thấy có từ anh, có từ thợ điện. Chào anh, gió hát rì rào hàng dương. Từ anh được lặp lại. Gió, hàng dương. Líu lo, chim hót yêu thương. Có từ chim đúng không nào? Từng đôi xà xuống lượn vòng quanh anh. Có từ anh được lặp lại. Trời xanh xanh, đất xanh xanh. Có từ trời, đất. Bóng anh đứng giữa mênh mông đất trời. Từ anh được lặp lại. Và ngoài ra ta thấy có từ đất, trời. Mắt muôn dòng điện sáng ngời. Ở đây có từ nào các em nhỉ? Dòng điện đúng không nào? Về nơi xóm vắng, về nơi thị thành. Có bạn nào phát hiện ra từ chỉ sự vật ở đây là từ nào? À, xóm vắng chỉ cảnh vật, thị thành chỉ cảnh vật. Mai sau em lớn bằng anh. Có từ chỉ người ở đây là em, anh. Dòng cuối cùng là em đi mắc điện sáng quanh địa cầu. Em được lặp lại ở dòng thơ trên và có từ điện và địa cầu. Nào, đây chính là đáp án các từ chỉ sự vật có trong bài thơ Lên Cao. Chúng ta cùng hãy rà soát lại kết quả một lần nào. Từ chỉ sự vật. Chỉ người, anh, em, thợ điện. Chỉ con vật, chim. Chỉ đồ vật có dòng điện, điện. Chỉ về cây cối có hàng dương. Từ trời, đất, xóm vắng, thị thành, địa cầu chính là chỉ về cảnh vật. Và trong bài không có từ nào chỉ về hiện tượng thời tiết. Qua bài học ngày hôm nay, các em đã được ôn tập, củng cố khái niệm về từ, về từ chỉ sự vật và đã biết vận dụng để phân biệt các từ chỉ sự vật thuộc từng nhóm khác nhau. Các em hãy tiếp tục được vận dụng vốn từ ngữ đó vào làm các bài tập ở những tiết học sau cho tốt nhé. Chào tạm biệt các em.